Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền Việt Nam. Và bản tin hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Ba nhà khoa học người Việt có nghiên cứu được đăng trên tạp chí Vật lý hạng nhất quốc tế. Sôi động lễ hội mùa xuân 2017 tại Leipzig, Cộng hòa Liên bang Đức. Khởi động lễ hội văn hóa thế giới Thành phố Hồ Chí Minh Gyeongju 2017 lần đầu tiên được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ba nhà khoa học người Việt đã tạo nên kỳ tích mới cho lịch sử ngành vật lý Việt Nam khi lần đầu tiên có nghiên cứu được đăng trên tạp chí Vật lý hạng nhất quốc tế Physical Review Letters số ra ngày 9 tháng 1 vừa qua. Đó là công trình nghiên cứu mô tả vi mô đồng thời mật độ mức và hàm lực phóng xạ của hạt nhân nguyên tử. Trong số 3 tác giả có 2 người hiện đang làm việc ở Việt Nam là Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Hưng và nghiên cứu sinh Lê Thị Quỳnh Hương. Còn tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đăng đang làm việc tại Viện Riken, Nhật Bản. Sự kiện này đã cho thấy các nhà nghiên cứu vật lý hạt nhân ở Việt Nam đạt được kết quả quan trọng ở tầm được công bố tại tạp chí vật lý hạng nhất quốc tế Physical Review Letters. Một bài báo để được công bố trên tạp chí này thì phải đạt được nhiều tiêu chí khắt khe như là công trình nghiên cứu phải mở ra một lĩnh vực mới hoặc có ảnh hưởng quan trọng tới nghiên cứu trong các lĩnh vực khác. Được tổ chức thường niên bắt đầu từ năm 2015, Việt Challenge là cuộc thi ý tưởng kinh doanh dành cho các bạn trẻ, người Việt yêu thích kinh doanh và khởi nghiệp trên khắp thế giới. Cuộc thi do Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ, Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Boston đồng hành cùng với các hội sinh viên Việt Nam trên khắp thế giới tổ chức. Vòng bán kết của cuộc thi Việt Challenge 2017 đã được diễn ra vào đầu tháng 2 vừa qua với sự tham gia của 16 đội thi đến từ 23 quốc gia khác nhau trên thế giới. Sau vòng bán kết, 6 đội thi xuất sắc nhất đã được chọn để lọt vào vòng chung kết. Trước đó, trong quá trình chuẩn bị cho vòng thi này, các đội đã được phỏng vấn thông qua Google Hangout và tham gia chương trình cố vấn Việt Challenge kéo dài gần 2 tháng do các chuyên gia kinh doanh xuất sắc tại Hoa Kỳ đảm nhiệm. Vòng chung kết sẽ được tổ chức tại Học viện Công nghệ Massachusetts, MIT vào ngày 1 tháng 4 tới đây. Tổng giá trị giải thưởng cho cả cuộc thi lên đến 30.000 đô la Mỹ. Ngày 19 tháng 2, cộng đồng người Việt tại thành phố Leipzig thuộc bang Sachsen, Cộng hòa Liên bang Đức đã tổ chức Hội Xuân 2017. Đây là một phần trong hoạt động hội chợ đầu xuân của thành phố, thu hút khoảng 250.000 lượt khách tham quan. Đến tham dự Hội Xuân 2017 có Đại sứ Việt Nam tại Đức ông Đoàn Xuân Hưng, Chủ tịch thành phố Leipzig Uwe Albrecht, đông đảo bà con người Việt ở Leipzig và các vùng phụ cận cùng rất nhiều du khách người Đức và nước ngoài. Các hội đoàn đã mang đến Hội Xuân 2017 rất nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, mang đậm văn hóa truyền thống của Việt Nam như các làn điệu chầu văn, ví dặm, các điệu lý cùng những màn trình diễn thời trang áo dài rất ấn tượng nhằm quảng bá cho hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Tạo điều kiện tiền đề giáo dục cho các cái thế hệ con cháu người Việt thứ hai, thứ ba. Từ đấy có những cái giao lưu thúc đẩy và cho cái cuộc sống của những người Việt đang sinh sống và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức cũng như ở thành phố Leipzig này với người dân sở tại thêm gắn kết hơn, thắm thiết hơn, đoàn kết hơn. Chúng cháu là đại diện cho Hội Sinh viên Việt Nam tại Leipzig, rất vui khi được tham gia đến buổi hội chợ này để mang văn hóa của Việt Nam đến với văn hóa của toàn thế giới. Nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức cũng đã trao tặng giấy khen cho 7 tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động cộng đồng của người Việt tại Leipzig trong năm 2017. Chủ tịch thành phố Uwe Albrecht đánh giá cao vai trò và đóng góp của cộng đồng người Việt tại Leipzig cũng như bày tỏ ấn tượng với chương trình nghệ thuật trong Hội Xuân 2017. Chúng tôi đánh giá cao sự nỗ lực hội nhập của cộng đồng Việt Nam tại đây. Nhân dịp Tết cổ truyền và sự kiện Hội Xuân 2017, tôi chúc cộng đồng người Việt Nam một năm mới tốt đẹp, sức khỏe và thành công. Leipzig là một trong những địa phương tại Đức gắn bó với đông đảo cộng đồng người Việt qua nhiều thế hệ. Thành phố cũng đã có nhiều chương trình, dự án hợp tác với các địa phương của Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và môi trường. Vừa qua, tại tỉnh Kampong Cham, Bộ Tư lệnh Công binh Quân đội Hoàng gia Campuchia đã tổ chức lễ khánh thành công trình giảng đường và khởi công xây dựng công trình nhà ở của trường công binh Decho do Bộ Quốc phòng Việt Nam viện trợ.
Đây là công trình nằm trong dự án xây dựng trường công binh Dejo do Bộ Quốc phòng Việt Nam tài trợ với tổng kinh phí 1 triệu đô la Mỹ. Dự án này được khởi công từ năm 2010. Đây là cơ sở đầu tiên của quân đội Hoàng gia Campuchia, có đầy đủ tiện nghi và khả năng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao cho quân đội Hoàng gia nói chung cũng như Bộ Tư lệnh Công binh nói riêng. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Buon Sa Rương, Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia đã bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và Quân đội Việt Nam đã hỗ trợ xây dựng trường công binh và nhiều cơ sở hạ tầng của Quân đội Hoàng gia Campuchia. Trong nhiều năm qua, Quân đội Việt Nam và Quân đội Campuchia luôn có sự hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau. Đây là minh chứng cụ thể nhất của mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết gắn bó lâu đời giữa quân đội và nhân dân hai nước. Hơn 10 năm nay thì đều đặn 5 buổi một tuần, các bạn sinh viên trong nhóm SOS Tình Thân Hải Phòng đã đến xóm Vạn Trài Ngọc Sơn, Kiến An, Hải Phòng và giúp đỡ các em nhỏ ở đây học bài. Với các bạn trẻ này thì sự tiến bộ của các em nhỏ chính là niềm vui của bản thân mình. Còn với các em thì những bạn trẻ sinh viên vừa là những người bạn, người thân và là những gia sư đặc biệt của xóm Vạn Trài. Nhóm em đến với làng trài Ngọc Sơn này từ năm 2006, đến bây giờ đã được hơn 11 năm rồi. Bây giờ thì mỗi buổi tối chúng em đều đến dạy với các em từ thứ 2 đến thứ 6, thời gian là khoảng từ 7 giờ đến 9 giờ. Công việc chính của chúng em là đi gia sư cho các em nhỏ, gia sư chứ không phải là dạy học cho các em, giúp các em làm bài tập về nhà hay là kèm thêm cho các em những kinh nghiệm trong cuộc sống. Bây giờ nhé, 19 trừ đi 9 bằng 10, 19 trừ đi 8 bằng 18 trừ 3 bằng 1 bạn sinh viên có thể kèm từ 2 đến 3 bạn trẻ. Các em nhỏ ở đây thì còn hơi nghịch ngợm nên là chúng em cũng hơi khó bảo. Một số hôm thì tuy là hơi mệt mỏi vất vả một chút, nhưng cứ nhớ lại những nụ cười, tình cảm của các em nhỏ với mình thì em lại cảm thấy có động lực hơn. Chúng em tin tưởng là chúng em sẽ giúp đỡ được em nhỏ một phần nào đấy, các em sẽ thay đổi và cái góp đóng góp nhỏ bé của chúng em thì sẽ chắp cánh là phần nào đó cho các em để các em vững bước hơn. Được mở cách đây 2 năm, tiệm sách Thời gian rực rỡ đã trở nên quen thuộc với các du học sinh Việt, cô dâu Việt và các lao động Việt sinh sống học tập ở Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc. Nhiều người thì đã quen gọi nó bằng cái tên gần gũi là tiệm sách Đông Nam Á. Ý tưởng thành lập tiệm sách đến từ việc quan sát thấy một số quán ăn của các cô dâu Việt ở Đài Loan có đặt sách tiếng Việt dành cho người xa xứ. Một số phóng viên của tờ báo Tứ Phương, một tờ báo chuyên viết về những người di dân ở Đài Loan, đã cùng nhau thành lập nên tiệm sách Đông Nam Á miễn phí này. Ngoài trưng bày sách đọc miễn phí, tiệm sách còn tổ chức nhiều cuộc giao lưu nói chuyện về sách vở với phí vào cửa rất rẻ. Đặc biệt thì mỗi năm tiệm sách mở một cuộc thi sáng tác viết tản văn dành cho những người di dân Đông Nam Á sống tại xứ Đài. Các bài thi hay thì được tập hợp lại in thành sách song ngữ, gồm tiếng Hoa và tiếng bản địa của thí sinh viết. Cha cõng con, Father and Son đã trở thành bộ phim điện ảnh Việt Nam đầu tiên được đề cử tranh giải Remy. Liên hoan phim quốc tế Houston lần thứ 50 sẽ diễn ra từ ngày 21 đến ngày 30 tháng 4 tại bang Texas của Mỹ. Đây là tin vui bất ngờ mới được đạo diễn Lương Đình Dũng chia sẻ. Bộ phim Cha cõng con đã dự thi ở 11 liên hoan lớn nhỏ khắp thế giới. Cụ thể thì phim đã giành giải thưởng phim truyện xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Canada và giải quay phim xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Barcelona Planet Tây Ban Nha. Bộ phim thì có thời lượng 90 phút là câu chuyện đẹp về tình phụ tử được đạo diễn kể theo cách riêng của mình. Liên hoan phim quốc tế Houston là một trong những liên hoan phim độc lập lâu đời nhất thế giới. Năm nay thì có 4.500 phim tham dự các hạng mục đến từ 74 quốc gia. Trong khuôn khổ Liên hoan Nghệ thuật Quốc tế Perth 2017, PIAT 2017 diễn ra tại thủ phủ Perth thuộc tiểu bang Tây Australia từ ngày 10 tháng 2 đến ngày 5 tháng 3, đoàn xiếc mới của Việt Nam đã mang tới đóng góp cho chương trình vở diễn À ố làng phố. Vở diễn đã đem đến cho khán giả Tây Australia cái nhìn hoàn toàn mới lạ về cuộc sống, con người, xã hội Việt Nam hiện tại bằng hình thức nghệ thuật xiếc đương đại. Vở diễn đã giới thiệu một cách duyên dáng và cuốn hút những truyền thống văn hóa Việt Nam thông qua việc sử dụng nhuần nhuyễn những kỹ thuật táo bạo của xiếc đương đại. Đạo cụ sử dụng trong À ố làng phố là những vật liệu bằng mây tre thô sơ giản dị nhưng gần gũi đối với người dân Việt Nam từ bao đời nay, được các nghệ sĩ sử dụng vô cùng khéo léo và sáng tạo. Dàn dựng năm 2012, vở xiếc múa này là công trình hợp tác giữa đạo diễn Việt Kiều Tuấn Lê, giám đốc âm nhạc Nguyễn Nhất Lý, chỉ đạo nghệ thuật Nguyễn Lân Maris,
biên đạo múa Nguyễn Tấn Lộc và được thực hiện bởi dàn diễn viên còn rất trẻ. Từ năm 2013, AO Làng Phố đã trình diễn hơn 400 lượt tại nhà hát thành phố Hồ Chí Minh, phục vụ du khách đến từ hơn 70 quốc gia. Hồi hộp, vui nhộn và kinh ngạc hay là tuyệt vời và thật đặc biệt là những nhận xét mà khán giả miền Tây Australia sau khi thưởng thức vở diễn. Lễ hội văn hóa thế giới sẽ lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là sự kiện giao lưu văn hóa có quy mô lớn, được tổ chức với nhiều hoạt động đa dạng nhằm giới thiệu văn hóa Hàn Quốc và các nước tham dự. Lễ hội năm nay thì do hai phía Việt Nam, Hàn Quốc đồng tổ chức. Tuy đến tháng 11 sự kiện này mới chính thức khai mạc, nhưng rất nhiều hoạt động văn hóa ý nghĩa đã được Ban tổ chức Lễ hội Văn hóa Thế giới Thành phố Hồ Chí Minh Gyeongju khởi động ngay từ bây giờ. Ban đồng tổ chức Lễ hội Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh Gyeongju đã chính thức ra mắt với 38 thành viên của cả hai nước Việt Nam, Hàn Quốc. Sau khi ra mắt, Ban đồng tổ chức sẽ nhanh chóng phối hợp lên kế hoạch cụ thể cho lễ hội sẽ diễn ra vào tháng 11 sắp tới tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi tin rằng lễ hội lần này sẽ được triển khai theo đúng kế hoạch, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm thú vị hoàn toàn mới cho người dân hai nước. Một đêm nghệ thuật Việt Nam Hàn Quốc đặc biệt đã được tổ chức để khởi động lễ hội văn hóa thế giới Thành phố Hồ Chí Minh Gyeongju. Khán giả đã được thưởng thức gần 10 tiết mục chọn lọc nhất của hai dân tộc Việt Nam Hàn Quốc, vừa truyền thống vừa hiện đại, vừa thể hiện được bản sắc riêng, vừa có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa hai nền văn hóa. Em mong muốn được xem văn nghệ, là những nhóm nhạc của Hàn Quốc rất là nổi tiếng, và bên cạnh đó là em cũng thấy được cái sự giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc ạ. Bầu không khí như thế này, các bạn trẻ cùng nhau hội họp rồi vậy, em thấy rất thích bầu không khí như thế này. Tỉnh Gyeongsangbuk-do đã tổ chức thành công lễ hội văn hóa thế giới tại nhiều nước như Campuchia, Thổ Nhĩ Kỳ và có khá nhiều kinh nghiệm hữu ích cho lần tổ chức này, lần đầu tổ chức tại Việt Nam. Nhưng tôi thấy sự phối hợp giữa hai bên rất tốt, là tiền đề để chúng ta tiến tới tổ chức thành công lễ hội văn hóa thế giới Thành phố Hồ Chí Minh Gyeongju tại thành phố này. Lễ hội văn hóa thế giới Thành phố Hồ Chí Minh Gyeongju được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn riêng, giúp quảng bá du lịch và đưa hai nền văn hóa đến gần nhau hơn. Ca sĩ Isaac và Ái Phương sẽ là đại sứ Giờ Trái Đất 2017 tại Việt Nam. Trong 3 tháng tới, các nghệ sĩ đồng hành các hoạt động của chiến dịch nhằm gia tăng nhận thức của người dân về việc tiết kiệm điện trước sự biến đổi khí hậu toàn cầu. Mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với những chia sẻ của ca sĩ Ái Phương trong vai trò mới này. Năm nay thì Ái Phương và Isaac sẽ có rất nhiều hoạt động cùng đồng hành với Giờ Trái Đất, thì sẽ là giúp đỡ cho các bạn trẻ có ý thức hơn về việc gìn giữ nguồn điện xung quanh mình. Chúng ta chỉ cần có một ý thức là khi bước ra khỏi nhà phải biết tắt điện, không cần thiết thì phải biết giữ gìn nguồn năng lượng. Phương rất là tâm đắc về điều này. Ngoài ra thì sẽ còn rất nhiều những hoạt động nữa, nhưng mà với Phương thì cái việc mà có thể tham gia vào là một người truyền cảm hứng cho các bạn trẻ, các em nhỏ có ý thức thì Phương cảm thấy rất là vui. Sẽ có những âm nhạc để mà có thể mang mọi người gần nhau hơn, có thể cùng nhau phấn khởi hơn trong tất cả các hoạt động của Giờ Trái Đất. Năm ngoái thì Phương đã là đại sứ của chiến dịch mùa hè xanh. Và cũng như là Phương cũng đã đồng hành cùng với chiến dịch phòng ngừa ung thư cổ tử cung HPV, tiêm phòng cho các phụ nữ vùng cao. Với Phương thì Phương định theo hướng cho mình đó là chính là một người nghệ sĩ, là một người truyền cảm hứng, là một người có thể mang cái gì đó có ích cho cộng đồng, có kind of edutainment. Thì Phương rất thích cái ý niệm này, cho nên là Phương luôn luôn sẽ không bao giờ nói không với các chiến dịch thiện nguyện, những hoạt động có ý nghĩa. Các bạn ơi, hãy cùng đồng hành với Phương, cùng với Giờ Trái Đất, chúng ta cùng bảo vệ môi trường của mình các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở Giờ Trái Đất. Vâng, những chia sẻ vừa rồi của ca sĩ Ái Phương thì cũng đã khép lại bản tin Người Việt Bốn Phương hôm nay. Quý vị và các bạn đừng quên truy cập vào website vtv4.vn hoặc YouTube để xem lại các chương trình của Ban truyền hình đối ngoại Đài truyền Việt Nam. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.